Đây. Chị nhanh nghĩ. Cái gì ta? Không ngủ được. Hy vọng là tối nay sẽ ngủ được nhỉ. Ê, ngủ thì bật cái đèn đi nè, đừng có bật đèn nữa là sáng. Nếu đáng không ngủ được, xong mắt có rỉ với tao. Lâu rồi không ngửi được cái mùi ni. Có cái mùi ni chỉ vì ngủ được này. Bị phòng tê đó, về phòng như thế đó. Không ngủ được, kẻ đêm dư. Kẻ Em đêm 3 giờ sáng đi. em ngủ được tìm bị mông đẹp, mày lên đâu đâm bây giờ không thành ra cho đụng thở cũng được. À mình đang ngon. Store, ngủ quang đi store. Trải giờ mà nghe à, chưa ngủ được. Lên đồ thì đặt lưng là ngủ. Chán thật đấy. Nên đồ ơi, dễ ăn vịt lộn, dễ ăn vịt Ông biết không biết đó, đòi lên đó rồi chết thử đấy ăn cháu đi cho ăn rồi. ăn một bờ đi khịt đi nhỉ Nghĩ rồi. À, không phải khỏi đâu. Chụp tiền từ đám 11 đấy. Là gì ta? Chụp cái Ăn phở dính chị sẽ chụp dính hành cái lá. này cái đó mới ok lên Gọi lôi đi em. À, không biết có lôi đây chứ không dây em. nắm bị dây À nắm dây năm. cũng bình làm như vậy không À bên bên kia là mấy giờ? mình đây bây giờ 7-8 giờ rồi 8 làm giờ sao sáng nhỉ? Hy vọng là tối nay mình sẽ ngủ được. chụp gạo cho đeo cho đeo cho À, khi tao nào về Nghệ An à? Tầm ngày mùng 5 tháng 7 âm là ngày bao nhiêu dương mọi người nhỉ? mẹ Lấy làm răng hà không răng răng thật nha hả mọi người. không mẹ Mùng 5 tháng 7 âm lâu là ngày mấy dương? Chắc chắc cho chị xem. nói Linh đồ ngủ rồi. ông như À, ngày gần ngay 20 tháng ngoài nhà 8. em luôn À, ngày 20 tháng 8. gì đấy Đấy là ngày giỗ của ông thì chắc chắn ngày đấy gần sẽ về. ở ngoài em sau 10 ngày Sau 10 ngày sau à? cũng Vâng, đấy cũng tâm rồi luôn đấy cũng tập tâm nữa rồi rồi. luôn người không Quay Lindo à? ông như Lindo ngủ rồi. Lindo đi ngủ rồi. chỉ là cho cái ngày ra đó cơ Em lúc tối mọi người có biết không? Lúc tối á, chị về liền là chị đi tắm đúng không? Xong rồi lấy cái sữa rửa mặt á, xong gội đầu luôn. Em sợ tao chị mà xem cứng đơ luôn. gì Ê, ăn cứ đi đi đi. Rồi cái lọ chai dầu gội đầu của mình để không biết để ở đâu xong rồi. nó lấy vô xả này Ừ. mình gửi nó cũng mình lấy dầu xả, mình có 2 chai dầu nhưng mà nhìn giống giống nhau. Thế là mình kiểu đầu ngửa lắm rồi, kiểu 4 ngày rồi chưa gội, xong rồi là lấy dầu xả gội, xong rồi thấy không thấy bọt. Xong rồi tự nhiên một lát sau tự nhiên rửa mặt, lấy sữa rửa mặt xong rồi gội đầu luôn. Đầu bây giờ này dầu gội thì không có, nhìn chán. Chị chi à? À, bố mẹ mình vừa mới về Nghệ An, bây giờ đang hình như chạy đến Thanh Hóa rồi hay sao ấy, lúc này mới gọi thấy bảo thế. Đồ ở nhớ tưởng chỉ lề tóc mỏng. Đúng rồi, tự nhiên gội xong. Đúng rồi, ai mà tóc mỏng nhá, lấy sữa rửa mặt gội nhá, tự nhiên tóc nó bồng bềnh. Tóc nó dày hơn đấy mọi người. À hello, à chị Hazumi bảo chị đang đến nhá. Ok chị. À, bây giờ bọn mình hẹn với là các anh chị lúc tối đi đón Lindo ở sân bay á, là bọn mình sẽ đi Đợi đây lâu ăn. lâu hết lâu hết À lâu lâu trên đây. Bí mật bí mật bí mật. Em mới vào từng chỉ xịt keo. Cái tóc mái này cứng đơ. thôi tội cô cho như cái đau nhè Ơi, gội xong tắm xong nhè hết cả người. Có quay chứ, có quay video để mà lấy lại tiền vé chứ nhờ. Nhưng mà tầm tầm bao nhiêu video thì mới lấy được hết tiền vé của bọn mình.
một tháng chứ đủ, một tháng chứ đủ. Thôi thôi, về được Việt Nam là sướng rồi. Ừ. Lên đồ mừng có kề luôn, sáng ra ăn hai bát phở. Ăn hết bát này sang bát kia. Ông bảo là sao phở của Việt Nam phải ngon hơn phở ở Angola, tức là phở ở quán Việt ở Angola. Ừ, ở Angola chỉ có mì đó, mì không nào. Nhưng mà ông ăn quán phở của Việt Nam một lần rồi mà. Không được như này, không được rồi. Thì ông mới bảo là phở ở Việt Nam ngon hơn đấy. Thì vì những cái đồ ăn có kề luôn, ngủ cùng có kề luôn đây này. Đây. Này. Khiếp. Rồi ngủ thật đấy. Mình thì không ngủ được, Điệp cũng không ngủ được. Em ngủ được để tìm bóng đe thôi. Để bỏ đi rồi. Tại bây giờ em ngồi em sợ. Chừng nào mới quay lại Angola á, Linh đồ xin visa 3 tháng. Thì trong vòng 3 tháng đấy kiểu thích ở đến bao giờ cũng được. Bởi vì cũng chưa biết được là lịch về. Về máy bay thì mua rồi nhưng mà có thể gọi là đổi lại. Đúng rồi, đợi Linh về rồi về chung, về Nghệ An chung luôn. Bây giờ khác mỗi giờ á, không ngủ được. Đúng rồi, chú Long và anh Tình về Nghệ An với bố mẹ luôn rồi. Khiếp, mình đã bảo là bị delay rồi. Thế mà anh Tiến Nguyễn cứ bắt giục cho bằng được hai bố với mẹ đi ra Hà Nội làm ở Hà Nội 2 ngày nhỉ? 2 ngày 2 đêm phải không ta? 2 ngày 2 đêm, không biết đi đâu làm gì. Đi làm tóc đi chị. Có clip chưa? Em đăng clip chưa? Em về đúng 18 giờ mới đăng. Đúng 18 giờ mới đăng. Kênh Liên Đồ thì 18 giờ, còn kênh Linh thì 17 giờ. Kiện hàng của Linh sao rồi? Kiện hàng của Linh hôm qua hỏi thì ông Linh, ông đi Bangkok mà ông lại không check cái gì ta? Cái gì nhỏ nhỏ thế này ta? Tích kê, không check cái phiếu mà tích kê mọi người. Thế là kiện hàng vẫn đang ở Bangkok. Chắc là hôm nay sẽ về Việt Nam bởi vì là các chuyến bay từ Bangkok về Việt Nam thì rất là nhiều cho nên là thoải mái. Với là kiểu may là Vietnam Airlines thì kiểu nhiều người fan của ông á, nhiều người fan của ông Linh á, cho nên là ấy được, xin được. Lại không nghỉ trưa à? Không ngủ được. Nằm từ lúc mấy giờ ta? Đi ăn sáng về. À bọn mình ăn sáng lúc mấy giờ ta? Yeah. Lúc gần 10 giờ kém. Chị nhớ hơn đấy. 9 giờ hơn. Mới đi ăn sáng xong quay video xong rồi là về nằm ngủ thì lại không ngủ được.